Trời ơi đẹp gì đâu. Đó, wow. Quá trời đẹp luôn. Đây, rồi tôi coi cái phòng. Cái phòng sang trọng quá các bạn ơi. Sang trọng quý phái thiệt. Công nhận đó. Mày hay thiệt nha. Dạ. Tạo trang mới cho con Trang ha. Mới đăng lên chút xíu vậy à. Mà lên 1k like rồi con. Từ đây tới chiều 1k sẽ thành 1TR, 1 triệu người coi rồi chú. Chú đã. Chứng tỏ là cái nội dung mà chú cháu mình xây dựng lên cho Trang á, được khán giả người ta quan tâm, người ta ủng hộ rồi đó chú. Nhất là cái vụ á, là Trang sống trong gia đình giàu có, sung túc, được mọi người chăm sóc, được chồng á, là đại gia đẹp trai quan tâm. Nhưng mà quan trọng là xung đột khi chưa được bà nội chồng chấp nhận. Nhưng mà con ơi, dạ, mình phơi bày cuộc sống của con Trang lên mạng như vậy á, biết gia đình của thằng Nam có đồng ý không chú? Rồi có làm khó làm dễ gì nó không? Với lại mình quay cái này á, chưa xin phép con Trang nữa, chú lo quá con. Chú cứ yên tâm đi, bây giờ người ta tác động mình tới đâu á thì mình phải xử lý tới đó thôi. Chú thấy không, càng mâu thuẫn, càng xung đột thì người ta mới càng tò mò, người ta nhảy vô coi. Mà khi người ta coi á nha, là Trang sẽ càng nổi tiếng. Lúc đó đó, mình sẽ đưa Trang quay trở lại đường đua với các trang mạng xã hội. Đó. Chú có biết á, người ta gọi ở ngoài, người ta gọi cái này là gì không? Cái gì? Người ta gọi là người sáng tạo nội dung số. Bây giờ mình phải làm một cái trang cho hot vô. Lúc đó đó, mình sẽ bật chế độ kiếm tiền. Là mỗi tháng, chú đếm tiền mỗi tay luôn đó. Thiệt không? Dạ thiệt. Chú cứ tiếp tục chụp nhiều hình của Trang lên, quay nhiều cái góc của Trang, xong đó chú đưa cho con sẽ dàn dựng. Bên cạnh đó nha, chú ngồi chú suy nghĩ thêm về cái chủ đề, để có gì á mình sẽ làm phong phú cái chủ đề mình up lên. Cái gì chứ, cái đó dễ ợt à. Dạ. Viết về cuộc sống của con Trang nha, về những cái suy nghĩ của nó nha. Một ngày á chú viết biết bao nhiêu là chuyện. Dạ. Còn tình chú á. Ê. Dạ. Mới đây mà nó lên 2k8 luôn rồi nè. Trời ơi chú ơi, 2 phút nữa lên 3k rồi nè. Trời ơi, không giận gây gì chứ. Dạ. Dạ. Làm em ly bạc xỉu đá nha. Ừ, rồi. Con làm chú đi. Dạ. Chú coi nó vượt ca cỡ nào. Dạ. Để xíu anh. Kỳ ức này đếm tiền sao xuể ta. Chuyện này con không biết, con không có làm nội ơi. Con nói thật. Đâu phải là cô làm, là người nhà của cô làm. Sao vậy? Tự ý đi lung tung trong nhà người ta, quay hết góc này tới góc nọ, xong rồi phơi bày lên mạng, chứng tỏ là mình đang sống sung sướng à. Bây giờ cô muốn gì? Cô muốn phá nát cái nhà này luôn hay sao? Nội tin con đi, con không có làm những chuyện này, con không có. Cô nói thật mà nội. Đã rành rành như vậy mà cô còn chối hả? Cô cố tình lựa chọn lúc cả nhà đi vắng hết, kêu ba cô tới đây để quay phim chụp hình, phơi bày toàn bộ cuộc sống của gia đình này lên mạng xã hội để câu like câu view rẻ tiền. Xong rồi cô còn kêu ba cô làm đổ đèn bàn thờ xuống. Cha con cô muốn cái gì vậy hả? Chị, là chị, tất cả mọi chuyện là chị làm. Chị hại tôi là vì chị ghét tôi, là vì chị không lấy được anh Nam, đúng không? Bây giờ còn đôi con nữa hả? Vậy thì có dám kêu ba cô tới đây đối chứng với tôi không? Dạ. Ba con, ba con, con không thể để ba con biết con đang sống mà bị người ta coi thường như vậy được. Nếu sợ vậy thì đi ra khỏi nhà, đi ra khỏi nhà tôi đi. Nội, con không có làm mà nội nữa tin. Dạ con. Thưa mẹ, con có chứng cứ để biết được ai là người đã làm đổ đèn ở trên bàn thờ của anh Thái. Sao? Nhà mình có lắp đặt một camera ở đây nè mẹ, cho nên sự việc của ngày hôm nay đã được thu lại hết. Camera? Ủa sao lắp hồi nào mà tôi không biết? Con xin lỗi mẹ, vì tự ý làm chuyện này
Nhưng mà tại vì trong gia đình mình xảy ra quá nhiều chuyện bất thường, cho nên buộc lòng con phải làm như vậy thôi mẹ. Đây, mẹ coi đi mẹ. Con lỡ tay con làm bể, con sợ ba trách phạt nên con không có dám nhận. Con mới đổ thừa cho ba của cô Trang, vì con nghĩ là dù sao cũng là ba của cô Trang, bà sẽ không có bắt tội. Bà ơi, con xin bà, con xin bà tha lỗi cho con nha bà. Chị nói đi, việc này là chị tự làm hay là ai đã xúi giục chị làm vậy? Bà ơi, là do con lỡ tay, do con làm. Bà đừng trách phạt con, bà đừng đuổi việc con nha bà. Con xin bà đừng đuổi việc con nha bà. Chị Phượng. Dạ. Chị xử lý chuyện này đi. Dạ mẹ. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Cô Trang sẽ không để xảy ra chuyện quay lung tung trong ngôi nhà này rồi phơi bày lên mạng xã hội nha. Đây là lần cảnh cáo nghiêm khắc đối với cô đó. Dạ. Dạ con đi với bà. Về phòng nghỉ đi con. Con đừng có nghĩ một tay có thể che được trời. Dạ, cô nói gì vậy? Con không hiểu. Con không hiểu thì từ từ sẽ hiểu. Còn cô này, con tự xử lý đi.